Em Hoàng Dương xin chào cô chú, anh chị em và các bạn nhé. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 này. Hiện tại ngay lúc này thì em có cái cặp mà ra hoa đậu trái này để gửi về anh Tài ở Hải Phòng dùng cho cây cau nhé. Phun xịt để dưỡng hoa, dưỡng trái, tăng thụ phấn đậu trái. Một cặp này pha được khoảng từ 20 cho đến 25 bình đeo lưng, loại bình 20 lít là bằng với 400 đến 500 lít cô chú anh chị em nhé. Giá của tháng 9 năm 2024 của cái cặp này là 220.000 cô chú anh chị em nhé. Cái bộ thuốc để xịt cho cây ổi trái chắc lớn và quả ổi ngọt nhé. Cái đơn hàng này là của chị Mai ở Ninh Thuận. Chị Mai cũng đã sử dụng những cái sản phẩm này của em cho cây ổi rồi cô chú anh chị em nhé. Ổi thì em còn có cả những cái loại như là cái cặp siêu ra hoa phun xịt để kích bật những cái mầm chồi hoa cho cây ổi này, và dưỡng nụ tăng thụ phấn đậu trái cho ổi nhé. Sau khi đậu trái thì em có cái loại mà phun để cho trái ổi nó to, lớn, trái bóng và đẹp. Thì có cái chai canxi bo cái ba này kết hợp với hai cái gói poly này, mình phun xịt ngay sau khi ổi đậu trái được khoảng từ 5 ngày trở lên. Ngoài cái việc dưỡng trái thì nó còn có thêm cả tác dụng là dưỡng cả nụ hoa cho cây ổi nữa nhé, dưỡng cả hoa ổi nhé. Tại vì ổi thì nó sẽ có những trường hợp là vừa quả và vừa hoa lẫn lộn nhau nhé. Còn cái cặp mà để cho cái quả ổi lớn, bóng và ngọt này ấy, thì các anh chị sẽ sử dụng vào cái thời kỳ mà cái quả ổi có những cái lứa trái đầu tiên nó chuẩn bị ra, là mình sử dụng luân phiên với cái này vào nhé. Một bộ này thì các anh chị sẽ pha được khoảng tầm 400 lít là bằng với 20 bình đeo lưng loại bình 20 lít. Mình sẽ sử dụng luân phiên 10 ngày một lần với cái bộ Cansibo Gaba vừa nãy kia. Giá của bộ này chỉ có là 270.000, giá của tháng 9 năm 2024 của chú anh chị em nhé. Thuốc trị những cái con bọ xít muỗi và cả cái con bọ trĩ ở trên cái cây cây chanh dây. Đây là đơn hàng của anh Huy ở Đắk Nông này. Để trị những cái con bọ xít và những con bọ trĩ trên chanh dây thì các anh chị chỉ cần dùng một phi 200 lít thì các anh chị sẽ dùng một cái gói Assassin này kết hợp cùng với một nửa chai cái thuốc 10EC này nhé. Kết hợp cùng với nhau thì một bộ của nó gồm có là một chai với hai gói, thì các anh chị pha được khoảng tầm 400 lít nước và mình phun xịt lên thì nó vừa có tác dụng là diệt trừ những cái con rầy rệp, con rầy xanh, con bọ trĩ, bọ xít muỗi, và nó còn có thêm tác dụng là diệt cả trứng của những cái con đấy nữa nhé. Và đặc biệt là cái thuốc này thì nó mát và hiệu quả diệt lên đến trên 90%. Thuốc do Nhật phát minh này và hiệu lực trên 90%. Hiệu quả có thể kéo dài khoảng từ 20 ngày và chống lại những cái con kháng thuốc này. Keo xịt ruồi vàng, cái loại này là hàng siêu dính của chú anh chị em nhé. Anh chị có thể sử dụng cho các loại cây ăn trái hoặc là những cái loại cây rau màu lấy quả. Cái loại này thì các anh chị sử dụng là chỉ cần mình bật nắp này ra và xịt lên những cái miếng bìa, những cái vỏ chai nước ngọt, những cái vỏ chai ấy, mình treo cách xa cái khu vực cái cây ăn trái của mình ra khoảng tầm 2 đến 3 mét nó vẫn có tác dụng nhé. Cái loại keo này thì nó sẽ không có chứa những cái thành phần thuốc trừ sâu nào, thế nên là nó sẽ không có gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh cô chú anh chị em nhé. Thể tích của chai này là 450ml thì nó bằng cái chai mà bình ga mini cô chú anh chị em nhé.